Rồi, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trên kênh Toán cao cấp cho sinh viên của thầy. Thì bây giờ là mình sẽ sửa một cái bài tập mà có một bạn là gửi cho thầy. Bạn này tên là Nhân Tiến, mã số sinh viên rồi lớp. Thì bạn có gửi một cái bài là giải quy hoạch tuyến tính bằng pháp đơn hình. Thì đây là cái đề bài của bạn. Thì đầu tiên á, em gặp một bài quy hoạch tuyến tính em muốn giải bằng phương pháp đơn hình á, thì đầu tiên em phải lập cái ma chặn ra, hệ số ra để coi coi nó có cái vector, là nó có đủ cái vector đơn vị chưa và nó phải là bài toán là chuẩn hay chưa, chuẩn tắc hay chưa. Thì các em lập như sau đây nè, cột x nè thì là một nè, không không nè, x 2 nè là không một không nè, x 3 nè là 001, có 1 2 3 ba phương trình và nó có ba vector đơn vị rồi, được chưa? Rồi tới x4, x4 là trừ 1 nè, 2 6 trừ 1 2 trừ 1 2 1, x5 là 0 trừ 3 5 trừ 2 1 5. Như vậy thì đây là có là ba cột vector đơn vị là một điều kiện. Có đồng điều kiện. Điều kiện thứ hai là mình phải làm phương trình là ok, tất cả là phương trình hết. Điều kiện thứ ba là các cái hệ số ở cột tự do này phải là dương, dương hết, và các cái xi này phải là số dương hết. Như vậy thì bài toán này chắc chắn là bài toán chuẩn tắc rồi nha. Do đó chúng ta không cần phải thêm ẩn phụ, ẩn giả vô nữa, mà chúng ta trực tiếp là áp dụng phương pháp đơn hình luôn. Bây giờ đầu tiên chúng ta xem nè, đây là cái phương án cơ bản, phương án cơ bản. Rồi phương án cơ bản là phương án nào? Khi bài toán mình đã là bài toán chuẩn tắc rồi đó, thì phương án cơ bản tức là cho những cái x mà không phải cơ bản á, nó bằng không. Cụ thể ở đây là cho x4, x5, x6 nó bằng không, rồi chúng ta sẽ được x1 bằng 2, x2 bằng 3 và x3 bằng 2. Đây là gọi là phương án cơ bản, x1, x2, x3. Ở đây là các cái hệ số. Số 1 là hệ số của x1. Số -1 là hệ số của x2. Số 1 là hệ số của x3. Số -6 là hệ số của x4. Ủa, vậy là bạn sai chỗ này rồi. Sai chỗ này rồi. Vì chỗ này không phải là 0 mà phải là -6. Thì sửa lại -6. Và thầy tô vàng lại là sai. Như vậy là bài này là khỏi phải làm nữa hết em ha. Bài tới đây khỏi phải làm nữa, sai rồi. Rồi tới là x5 là hệ số bằng 0. Tại x5 ở đây không có thì hệ số bằng 0, x6 thì bằng 0, chỗ này sai nữa nè, số 0. Như vậy là bài này là bị sai hết rồi đó các em. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại cho bạn luôn nha. Nếu mà các em giải mà mới đầu vô mà các em ghi những cái hệ số này mà em không cẩn thận em ghi sai thì tức là bài toán của em là không điểm rồi nha. Bây giờ chúng ta chữa lại cho nó chính xác nè. Thì đầu tiên là x1, x2, x3 đây là hệ số. X1 là 1, hệ số của x2 là -1, hệ số của x3 là 1. Những cái số này là số cố định, các em không có thay thế gì được hết nha. Phương án cơ bản đầu tiên là như thầy mới nói đó, là 2 3 2. Rồi. Đây là cái ma chặn đây. Đây. Ma chặn hệ số. Đấy, nhưng ma chặn này nè, thầy đem xuống đây. Bây giờ ta tính cái S trước đi, lấy 1 nhân cho 2 là 2, trừ 1 nhân 3 là trừ 3, 1 nhân 2 là 2, cộng lại, cộng tất cả lại, vậy là nó ra là 1. Như vậy là sau mỗi một cái lần chúng ta lập á, thì chúng ta sẽ làm cho cái hàm mục tiêu chúng ta giảm xuống, tại vì bài toán chúng ta ở đây là bài toán min nha các em ha. Rồi bây giờ tính các cái ước lượng của các cái ẩn nè, thì em nhớ là ẩn x1, x2, x3 là nó là cột vector đơn vị, do đó là chắc chắn là các cái ước lượng mà ẩn của x1, x2, x3 là đều bằng không. Chúng ta khỏi phải tính để mất thời gian, chúng ta chỉ cần tính là ước lượng ẩn x4, ước lượng ẩn x5, ước lượng ẩn x6 mà thôi, được chưa? Bây giờ tính một cách nào, lấy cột C này nhân cho cái cột x4 nè, rồi trừ lên cho cái cột hệ số trên đây. Cụ thể thì tính nha, 1 nhân 1, 1 nhân -1 là -1 nè, -1 nhân 2 là -2 nè, 1 nhân 1 là 1 nè, cộng tất cả lại, vậy là -1 cộng cho -2 rồi cộng 1,
thì nó còn lại là trừ trừ 2, trừ 2 mà trừ lên cho trừ 6 tức là còn 4. Rồi sai chỗ này. 4. Tiếp tục x6, 1 nhân cho trừ 2 là trừ 2, 1 nhân trừ 1 là trừ 3, 1 nhân 5 là 5, cộng tất cả lại nó còn có 2 không? Vậy nên chỗ này là 2. Rồi, sau đó là em thấy là các cái delta nó dương hết, và các cái thí dụ như bây giờ ở ở cột x6 đi, ấy cột x4 đi, ở đây delta nó dương rồi nè, nhưng mà ở trên đây nó năm hết á, thì cái bài toán này là vô nghiệm nha. Nhưng mà rất tiếc là nó còn hai vị trí dương, tương tự ở đây là số 9 là số dương, nhưng mà trên đây nó vẫn còn có một vị trí dương tương tự, lần này cũng vậy. Do đó là bài toán mình sẽ lặp qua cái lần lặp thứ hai. Thì các em học rồi đó, các cái delta thì các em sẽ lấy delta là gì? Delta là lớn nhất, ở đây là chính, gọi là cột cột xoay. Như vậy anh này sẽ là cột xoay. Cột xoay. Cột xoay. Rồi, sau khi ta có cột xoay rồi đó, ta lấy cái x này nè, ta chia cho các cái phần tử trên đây, chẳng hạn như lấy 2 chia cho 6 là 1 3. 3 chia trừ 3 thì mình không tính, tại vì mình chỉ tính là dương thôi nha. Do đó thì chỉ có một cái chỗ này thôi, do đó chỉ có một vị trí này thôi. Do đó là hàng vị trí này cho là dòng xoay. Dòng xoay. Và cuối cùng đây là phần tử xoay. Phần tử xoay nha. Cái số 6 mà tròn như là phần tử xoay. Đấy, bây giờ chúng ta lập lần thứ hai nè. Qua lần thứ hai. Thầy bắt đầu thầy tính nha. Thì đầu tiên á, em sẽ làm cho như vậy là ở đây là x5 là biến là đang ở ngoài cơ sở nè, nó vào trong cơ sở, và x x3 là từ ở ở trong cơ sở nó sẽ chuyển ra ngoài cơ sở, thì giờ này là x5 thay cho x3, giờ chỗ này là x5, hệ số của x5 là bằng 0 nha, hệ số là bằng 0. Rồi bây giờ nè, bước thứ nhất á, em chuyển cho tất cả vị trí này nè. Đó, những cái dòng thầy tô này nè, và làm sao cho cái phần tử xoay nó bằng 1, thì tức là tất cả những cái phần tử này em chia cho 6 hết đúng không? Thì đây nè, 2 chia cho 6 mũ 3 nè, 1 phần 6 nè, 1 phần 6 nè, 1 nè, 5 phần 6 nè. Đó, như vậy là chỗ này ổn nè. Rồi, để cho đỡ mất thời gian đó, do x5 nó sẽ thay thế x3, mà x3 là cái vector 001, do đó là em điền vô đây là 001 luôn, và em khỏi cần phải tính, do nó mất thời gian nha. Rồi, bây giờ em muốn tính cái vị trí này, em muốn tính vị trí này thì em tính lại nè. Muốn tính vị trí này nha, tức là em sẽ điền đây, bây giờ thầy bôi chỗ này đi nha. Đó, em muốn tính cái vị trí này thì em lấy là gì? Không, tính vị trí trên đây chứ, là tương ứng với cái vị trí ô trống thầy mới bôi đó. Thì em lấy 6 nhân cho 6 nhân 1. Đây nè, này tính nè, lấy 6 nhân 1 rồi em trừ cho chéo lại là 5 nhân trừ 3. Vậy là 5 nhân cho trừ 3. Vậy có phải là bao nhiêu? 6 nhân 1 là 6, 5 nhân trừ 3 là 15 đúng không? 15 dấu cộng tức là 21, rồi em chia tất cả, em chia lại cho phần tử xoay là 6. Vậy là nó được là 21 phần 6. Vậy em đơn giản cho 3 đi là 7 phần 2, được chưa? Do đó là điền cho đây 7 phần 2. 7 phần 2. Rồi đó, giúp cho các em nhớ lại chưa? Rồi, chỉ có bạn ẩu có cái mà bị sai biên bài đó nha. Rồi bây giờ em muốn chẳng hạn như muốn coi cái vị trí này, kiểm tra vị trí này có đúng hay không. Vị trí này thì nó sẽ tương ứng vị trí này đúng không? Đúng không? Vậy là lấy nè, 6 nhân cho 0 là 6, 1 nhân cho trừ 3 là trừ 3, lấy 0 trừ cho trừ 3 thì nó là 3, 3 chia 6 bằng 2, giờ bạn làm đúng ở đây bằng 2. Rồi em muốn làm vị trí này thì em phải coi cái vị trí này. Em lấy 6 nhân 3 là 18, chéo lại là 2 nhân 3 là 2 nhân 3 là trừ 6, vậy là 18 trừ cho 6, trừ trừ cho trừ 6 tức là cộng 6, đó là 24, 24 chia 6 là 4, vậy là bằng ta tính thì tất cả này đều đúng hết rồi đó ha. Bây giờ chúng ta tính lại các cái ước lượng delta, mà trước tiên á, thì chúng ta tính lại cái F coi nó có thực sự nó giảm hay không nha. Thì em lấy là gì? Lấy 1 nhân cho 2 cộng cho trừ 1 nhân cho 4 cộng cho 0 nhân 3 thì bằng tính ra bằng trừ 2, tức là hàm mục tiêu nó giảm rồi đúng không? Ban đầu nó là 1 nhưng mà sau này nó là trừ 2. Rồi các cái delta ước lượng của những ẩn cơ sở á, là đều bằng không hết, khỏi phải tính. Bây giờ tính lại vị trí này có bằng 2 rồi đúng không nha. Lấy 1 nhân 0 là 0, trừ 1 nhân cho 1 phần 2 là trừ 1 phần 2, trừ lên cho 1
trừ lên cho 1 trên đây nè. Vậy là trừ 3 bằng 2, ổn. Rồi vị trí này chắc có thể sai nè. Vị trí này không phải là trừ 7 bằng 2 đâu. Lấy trừ 1 nhân cho trừ 1 là được trừ 1. Ở đây là trừ 1 nhân cho 5 bằng 2 là trừ 5 bằng 2. Còn 0 nhân cho 1 bằng 6 là 0 rồi. Như vậy là cụ thể ở đây là trừ 1 trừ 5 bằng 2. Trừ 1 trừ 5 bằng 2 là bao nhiêu? Trừ 1 mà trừ cho 5 bằng 2 tức là phải là trừ 7 bằng 2 không? Trừ 7 bằng 2 trừ cho trừ 6. Vậy là ở đây chúng ta có là trừ 7 phần 2 trừ cho trừ 6 tức là cộng 6. Ở đây là lên đây là 6 là quy đồng nên là 12. Vị trí này các em 12. 12 là dấu cộng đúng không? Còn trừ còn 5, 5 phần 2. Như vậy là chỗ này không phải là 7 phần 2 mà là 5 phần 2 nha. 5 phần 2. Rồi. Bây giờ tính tới vị trí này coi có phải 1 2 không nha. 2 nhân 2 là trừ đâu? 1 nhân cho trừ 2 là trừ 2. Trừ trừ 1 nhân cho 7 phần 2 là trừ 7 phần 2, còn 0 nhân 5 phần 6 là 0. Vậy là ở đây sẽ có là trừ 2 mà trừ cho 7 phần 2 tức là có phải là trừ 11 phần 2 không? Trừ 11 phần 2 trừ 0 là trừ 11 phần 2. Đấy, trừ 11 phần 2. Dấu trừ. Thấy chưa? Đó. Như vậy là em thấy nè, chỉ có delta chỗ này nó dương thôi. Do đó thằng này sẽ là cột cột xoay. Bây giờ là phần tử xoay thì chúng ta tính lấy cái B này nè. Mọi người muốn chọn dòng xoay á, ta lấy cái B này nè, là cái X này nè, ta chia đi cho cái phần tử này 5 phần 2. Như ra là 8 phần 8 phần 5. Vậy là 4 mà chia cho 5 phần 2 đó là 8 phần 5. Rồi 1 phần 3 mà chia cho 1 phần 6. Phải không? 1 phần 3 mà chia cho 1 phần 6 thì còn 2. Như vậy là em chọn cái min. Min thì 8 phần 5 với 2 là em sẽ chọn là số 2 đúng không em? 2, 2 nó nhỏ hơn là 8 phần 5 là chọn số 2. Vậy là chiếu vuông góc vô thì chúng ta sẽ được thằng này nè. Thằng này nè là phần tử xoay chứ không phải thằng này nha. Thằng này cho mình cho đen lại đi. Ok. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta qua bước thứ 3. Bước thứ 3 là đầu tiên là chúng ta phải nói là lúc này là phần tử xoay là này như là x4 sẽ thay cho x5. Vì x4 x4 sẽ thay cho x5. Được chưa? x5. Vậy là chỗ này trở thành x4. Hệ số của x4, nhớ là các cái hệ số này là nó là bất di bất dịch nha. Hệ số x4 nó là -6. -6 rồi. Ok. Như vậy là ok, ổn hết rồi đó. Bây giờ là tất cả cái này mình phải tính lại hết. Thì đầu tiên nè, mình cho cái thằng này á, cho cái phần tử xoay này bằng 1 đi, thì có phải là mình tất cả những thằng này là mình nhân cho 6 không? Thằng này nhân nhân cho 6 thì nó là 2 nè, thằng này là 2 nè. Còn này là 0 0 0 0, thằng này nhân 2 này là 1 1 nè. Thằng này 1 nè. Còn này là 6 nè. 6. Được chưa? Còn thằng này là 5. Đó. Rồi bây giờ nè, x4 lúc này là cơ sở đúng không? Cơ sở là x4, ngay vị trí này x4 nè, vậy em sửa chỗ này là 00 luôn, nó là 001. Nó phải là như vậy thôi các em ha, không có gì khác hết chứ. 001. Rồi bây giờ còn lại tất cả còn lại em sẽ tính lại hết. Ví dụ bây giờ mình tính cái vị trí này đi. Vị trí này thì em sẽ lấy là gì? Em muốn tính vị trí này thì mới nhìn trên đây. Vậy em lấy là 1/6. Đây nè, em lấy nè, 1/6 nè nhân cho 1/2 rồi trừ đi ra 5/2 nhân cho 1/6 rồi tất cả đó em chia đi cho phần tử xoay là 1/6. Đó, em cứ tính theo nguyên tắc vậy. Giờ chỗ này là 1/12, ở chỗ này 5/12 là -4/12. Vậy là -4. Vậy là vị trí này nó sẽ là -4. -4. Rồi bây giờ tính lại nữa nha. 1/12 ở đây là 5/12 trừ nhau là -1/4 chia cho 1/6 tức là có nghĩa là nhân 6 lên, 6 đơn giản 6 không phải là -2 mới đúng chứ không phải -4, -2. Tại mẫu mình là 12 mà. 12. 12 mà nhân cho 6 lên thì đơn giản còn 2 4. Rồi, ok -2. Rồi muốn tính vị trí này thì chúng ta lấy cái gì? 1/6 nhân cho 0 là 1/6 là 0. 1/6 nhân -1 là -1/6, lấy 0 trừ cho -1/6 là -1/6 rồi nhân 6 nhân chia cho 1/6 tức là nghĩa là nhân 6 lên đó.
là đứa con, nó còn một đó, em cứ tính như vậy. Còn vị trí này, vị trí này lấy 1/6 nhân 0, thằng này là 0, thằng này nhân lên đây là trừ 1, và tất cả chia 1/6 thì nó là nhân 6, vì chỗ này là dấu 6. Rồi tới vị trí này, vị trí này là nằm ngay vị trí này nè, 1/6 nhân 0 là 0, đây là trừ trừ 5/2 mà nhân 6 lên, nhân 6 lên thì đơn giản cho 2 nó còn 3, vậy là trừ trừ 15, trừ 15 được chưa. Đó, bây giờ tính tới vị trí này thì nhìn trên đây 1/6 nhân cho 4 tức là 4/6, 4/6 đừng rút gọn nha, 4/6 chéo lại là 5/6, vậy là 4/6 mà trừ cho 5/6 thì nó còn là 4/6 mà trừ cho 5/6 thì nó còn gọi là trừ 1/6, trừ 1/6 nhân nhân cho 6 nữa nó trừ 1, chỗ này ra trừ 1. Còn vị trí này 1/6 nhân 2 là 2/6, 1/3, 2/6 tức là 1/3, 1/3 nhân trừ 1 là trừ 1/3, nên là 1/3 trừ cho trừ 1/3 tức là 2/3, 2/3 mà chia cho 1/6 nữa, có nghĩa là nhân 2 vô, vậy là sẽ bằng là 2 đúng không? 2. Làm lại 1/3, 2/3, 2/3 bằng 4 chứ hả? 4. 4 rồi các em. 1/6 là nhân cho 2. 2 nè là 1/3, 2/3 nhân cho 6. Vậy là còn còn 4. 4. Rồi cuối cùng em tính lại cái hàm mục tiêu coi coi nó có tăng giảm hay không. Ở đây lấy 1 nhân 4, 1 nhân 4, 1 nhân 4 cộng cho trừ 1 nhân trừ 1, trừ 1. Rồi cộng cho trừ 6 nhân 2 coi có giảm không. Này là 4, 4 cộng 1 là 5, 12 trừ 5 ra trừ 7, trừ 7. Rồi bây giờ tính lại mấy cái delta nè, delta của cơ sở là 100 là 0, 010 là 0, 001 là 0. Bây giờ nếu mà tính hai này nó âm nữa đó là bài toán này là tối ưu nha. Bây giờ tính ngoài nè, lấy này nha, lấy C nha, là 1 nè, 1 nhân 1 là 1, thằng này là nhân vô đây là trừ là 2, 2 cộng 1 là 3, thằng này trừ 6, trừ 6 nó là còn trừ 3, trừ 3 trừ cho này là trừ 4, âm mà, quá ngon, trừ 4, ngon lành. Còn vị trí này, trừ 1 nhân cho 6 là trừ 6, thằng này là trừ, đây là trừ 15, là thành cộng 15, 15 cộng 6, 15 nhớ này là 6, đây 15 nha, này là trừ 36, trừ 36, trừ 6 này nữa, lại còn trừ 30, trừ 15 nữa còn trừ 15, rồi trừ 0, tại hệ số này 0 rồi, thì trừ 15. Như vậy là em thấy là tất cả các cái delta y z đều âm hết, như vậy là bài toán của mình là tới đây là tối ưu rồi đó các em. Ta thấy với mọi z đi từ 1 tới 6 và delta y z nhỏ bằng 0 nên phương án là tối ưu. Vậy là phương án tối ưu của mình sẽ là gì? X của mình là x sao. Tối ưu thường thường là x sao nha. Ta ghi vô nè. Nè, x1 nè, x1 nè, các em chú ý này, x1 nè bằng 4 nè, x2 nè bằng -1 nè, x4 này bằng 2 này, có tất cả còn lại bằng 0 hết. Vậy chỗ này sửa lại nè, 4 nè trừ 1 nè đúng không, 4 trừ 1, x4 là 2, x4 là 2, còn này tất cả còn lại không hết, không. Và lúc này là f min của mình là trừ 7 đó. Thì đây là cái bài sửa của thầy sửa cho bạn, thì bạn còn gửi thêm hai bài nữa, nhưng mà mình tạm thời mình sửa trước bài đi, vô cái là thấy lên đây sai một cái là bài toán này coi như là vứt bỏ nha. Thì hy vọng là bạn sẽ chú ý nhiều hơn. Rồi tới đây kết thúc, chào tạm biệt các em.